công trình nổ thắp nhang cho các tử sĩ, thì giờ đây con sẽ quay các tấm bia cho mọi người cùng theo dõi nha. Đặng Quang La, trung đoàn 3 trên 40 bộ binh, tử trận ngày 22 tháng 2 năm 70. Trương Lịch, tử trận ngày 3 tháng 12 năm 70. Huỳnh Văn Lợi, tử trận ngày 5 tháng 2 năm 70. Lâm Văn Ngọc, tử trận ngày 7 tháng 2 năm 70. Sau khi phát dọn thì mình quay trở lại đây, mình quay các bia mộ cho quý khán giả được thấy nha. Nguyễn Quang Đô, đơn vị trung đoàn 2 trên 40, tử trận ngày 4 tháng 1 năm 73. Đây là những ngôi mộ được phát dọn ra. Binh nhì Lê Văn Ba, tử trận ngày 5 tháng 12 năm 72. Lê Lợi, đơn vị trung đoàn 2 trên 42, tử trận ngày 5 tháng 12. Nguyễn Quang, tử trận ngày 16 tháng 12 năm 72. Cao Xuân Giỏi, đơn vị trung đoàn 1 trên 41. Huỳnh Văn Lan, đơn vị trung tiểu đoàn 2 trên 42, tử trận ngày 12 tháng 12 năm 72. Mai Xuân Định, đơn vị tiểu đoàn 3 trên 42, tử trận ngày 7 tháng 12 năm 72. Nguyễn Quang Dũng, đơn vị tiểu đoàn 2 trên 41. Binh nhì Đê Do, đơn vị tiểu đoàn 2 trên 14. Trương Quang Cáp, đơn vị tiểu đoàn 2 trên 42. Nguyễn Tấn Nhân, đơn vị trung đoàn 2 trên 42. Nguyễn Tấn Sinh,
tại xã Đức Quang, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tử sĩ Hoàng Quang Hai, tử trận ngày 8 tháng 12 năm 72, Xuân Lộc, sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Bị lấp đất hết nha anh chị. Phạm Hồ, tử trận ngày 18 tháng 11 năm 72. Mai Hồng Bươm, tử trận ngày 15 tháng 11 năm 72. Huỳnh Đại, tử trận ngày 22 tháng 11 năm 72. Giờ này thì gãy luôn. Nguyễn Đình Trung, tử trận ngày 20 tháng 11 năm 72. Nguyễn Quang Hoa, tử trận ngày 6 tháng 11 năm 72. Đoàn Hữu Phước, tử trận ngày 1 tháng 11 năm 72. Phần mộ binh nhì Nguyễn Giao, tử trận ngày 3 tháng 10 năm 72. Đó là ngày 3 tháng 10. Anh chị nào theo dõi nhớ ủng hộ kênh và subscribe cho mình nha. Một lần nữa mình xin kết thúc video tại đây nha. Võ Vô Danh, anh chị nhớ đăng ký kênh và ủng hộ để mình ra những video tiếp theo nha. Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 1947 tại Sài Gòn, tử trận ngày 31 tháng 11 năm 72. Tấn Thành. Võ Vinh Cang, tử trận ngày 5 tháng 1 năm 72. Đây là Vô Danh nha. Cũng phần mộ Vô Danh luôn.